Ê, chuột chân, chuột chân ơi, chuột chân, chân, chân. Kìa, 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 kìa. Chuột bự, chuột bự, chuột bự. Đó, đó, đó. Nhấp. Nhanh, 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 nhanh. Anh em có nhu cầu mua các loại lợp ếch là cá cải tiến vành cây, vành kẽm, vành nhựa, các loại bẫy cua, lợp cá chạch và lợp tép, các loại bẫy gắn, các loại bẫy chuột, chúm lương và các loại dụng cụ săn bắt khác thì liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0372114950 để đặt hàng nha. Hello, chào cả nhà nha. Trước mặt mình là Trơn nha cả nhà. Sau lưng mình, sau lưng mình là Thành. Ba anh em mình tối nay đi thăm bẫy chuột nha anh em. Thì hồi chiều á Trơn đi đặt sớm lắm, tầm khoảng 2-3 giờ đã đi đặt ơi. Mình thì mình bận công chuyện nên mình không có đi quay cho anh em lúc đi đặt được. Lúc tối nay khoảng giờ này khoảng 8 mấy anh em, 8 rưỡi. Cái đầu tiên. Ủa, cái đầu tiên dính luôn ta. Chứ sao trời, em đặt mà. Nha nha, phân nha. Đầu tiên dính luôn nha. Im. Cái đầu tiên luôn nha. Nặng à. Ủa em đặt ở trong bờ đê hả? Ừ, đặt nè. Vô 2-3 cái hả? Cái không dính. Vô 2-3 cái hả? Vô 2-3 cái. Tại nó dính dính ngay đầu bờ. Cái này không dính rồi. Cái này con nhái ngồi trong nè, trong gặp luôn rồi. Con nhái vô luôn nữa nha. Trời tí vô gặp bắt, luôn nè. Tí nó bắt hay bự gắn. Cái kia không dính luôn rồi Trơn ơi. Dính không? Không luôn rồi. Không thì mình đi. Cái đầu bờ nó dính. Đầu bờ nó ra trước, nó ra đầu bờ anh em. Phi 9-10 giờ mấy cái mà đây nó mới dính. Bỏ giáp giùm cái. Hử? Bỏ giáp giùm cái. Từ từ á. Mấy cái bao ba chồng gãy đó nha, cho bao tới chưa? Đường trên nè. Đường trên nè. Hử? Đi đường trên nè. Bỏ giáp đây đi vô. Đi đây mà có cần gì bỏ giáp. Ủa có đâu Trơn? À mấy bờ đê hả? Ừ. Ủa sao không đặt ngoài này? Đây nó không có. Đây không có nên em mới không đặt. Hồi tối đặt đâu? Gì? Hồi tối đặt đâu? Hồi kia. Mở chặt quẹt luôn. Còn nhái vô gặp không trời? Dính không? Mấy kia dính không? Không. Tối bữa em dính đen con cá lóc phải không? Thấy không anh kêu em đã em cắm đó dính liền không? Chân đặt em với bò đê với nha. Dính rồi. Kệ dính này cho anh em. Nhỏ. Nhỏ rồi. Nhỏ. Để mình ở đây mình thăm mà dính không? 5 cái nha anh. 5 cái hả? Này không dính này, thường dính ngoài đầu bờ không còn chớ này. Dạ. Dính chân ơi. Dính này nha. Chuột nhỏ mà chuột này chuột đặt gắn. Chuột này chuột đặt gắn nha anh em. Cái dao này 5 cái hết trơn đặt ra tới. 5 cái đặt. Dính luôn chân ơi. Chuột này chuột bự nè. Bự nữa nha. Chuột này bự dính thuốc cái gì. Ra cái này luôn nè. Bộ này không dính nè. Này không dính nè nha. Dính cái đường kia không dính hả? Đường này dính được 5 cái, dính được 3 cái hả? Dính được 3 con. 3 con. Gọng này gọng lưới chợ nè anh em, lưới gần sóng lưới chợ nè. Nãy giờ hết dung lượng.
có số video cả nhà, chân chân con mũi chết nha, dính con nè, cục này mới ngon nè nha, bắt ru rồi lên dĩa. Bữa nay dính ít anh em, hôm qua em dính nhiều mà hôm qua mình không có đi quay, hôm qua dính liên tục luôn chân, qua dính liên tục luôn mà hôm qua mình không có đi quay. Bữa nay dính ít cái mình đi quay ngộ ha, hay là có thêm có anh theo nó không dính cho chắc có anh đó thôi. Không dính nè, cái này hết hả? Còn đất lúng gì hả? Còn vậy mới kêu bỏ dép đó, đây đây gì đã đó, đất kia đây biết này kiếm hết luôn chân đó nè, kêu hết rồi, đất xới rồi chứ còn dính luôn. Ồ, hai hang đùng cống nhum kìa. Này có người đặt rồi thấy gì chưa? Em không biết nữa. Em thấy chưa có dấu dọn này. Mắt này lúng ghê ta. Nó con gì á? Thấy không? Trời chú ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chuột nó. Ôi trời ơi, rồi. Chuột cái bá luôn. Chết rồi hả? Chết rồi. Chết queo luôn á nha. Nó mình bẫy trên đây nè, nó vô cái đầu lăn xuống nó lọt xuống đây, chết queo luôn. Tới một chuyện. Dạ, bên đây con cái nữa nè. Không dính nè. Mấy đường ngon không dính chưa? Dính không? Không. Gặp đây đâu có thiệt rồi. Đây nè, sập rồi nè. Dính nè chưa? Chuột nhỏ. Nhỏ nha. Hồi còn chuột xíu. Chuột này đặt gắn quá. Chuột gắn. Gì vậy? Què. Còn nó. Chụp. Anh chụp giò. Anh chụp chuột con giò ấy nha. Này không dính nè nha. Này mấy cái chưa? 6 cái. Ồ không dính nè chân ơi. Dính đâu? Không. Còn hai cá đây nữa nè. Lúng quá anh em ơi. Bờ ngon gì không? Này dính nè chân ơi. Dính nè nha. Chuột này chuột đi bẫy gắn im chân ơi. Chắc này đặt cái bờ đê cái chuột này không à. Có cái cuối cùng đây ha. Cái cuối cùng đây nha. Còn không dính nè. Không dính nè nha. Ôi loại ba đất lúng này. Đuối quá nhỉ. Không dính nè chưa? Không. Dính nè, chuột chà bá luôn. Chuột bự à. Dính nha. Bựa. Ô, im. Chuột này ngon nè. Này bảy ông ngồi nha anh em. Bảy theo đường đi á. Anh em có mua bảy chuột cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại để trên màn hình đó. Ấy da. Mà không bay vô mắt mình. 15 cái. Nhiêu? 5 cái. Dính luôn chân ơi. Trời ơi. Chuột nhỏ xíu rồi chân ơi. Con này bắt không? Bắt luôn, bắt hết. Chuột nhỏ xíu rồi nha. Mà không vô, mình hít thở vô. Mà không nó vô. Con này chưa sập nữa nha. Ôi ơi, chuột. Đâu vậy? Đăng cái này, đăng cái này. Kìa, chân. Nè. Hay. Lũng.
Im quá nha, vô luôn, thấy chảy. Ghê quá. Thấy chảy. Hít vô lo cừ, hít vô mà không vô quá nha. Nè em dính nha nha. Mệt quá nha. Hồi rồi không dính nè. Hồi nay mình đi kiếm có ếch sụt mình đi sâu luôn. Ui đụt. Loại máy này đú quá nha. Ui. Cái bẫy nó nhảy lên luôn rồi chứ. Kìa kìa kìa. Kìa kìa. Ếch 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 ếch. Nè nè nè, chụp chụp. Dính chưa? Dính chưa? Ếch nghe nhà. Ừ, hồi nãy ở đây cũng lật đó nè. Ếch, bự không? Dạ dạ. Chụp 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 chụp. Sâu lắm á. Rồi vòng vòng cái thành để nó im im rồi nó. Rồi dính ăn chục bự này chân ơi. Dính rồi. Nè nè, dính chục bự nè. Bự nghe nha. Có lại dính rồi. Đây còn cái nữa nè, không dính nè. Không dính nghe nha. Hai bảy nằm đây luôn không dính. Đường chuột cho nó đi xuống nhóc bảy luôn kìa, bên thầm chờn nó ngoài dính nha nha. Bên thầm cái đầu dính không? Không dính cái thứ hai nha, thứ ba này. Cái thứ ba nha. Đụng một con nha nha, né được hai cái công cái ngoài dễ gì nó được. Để mình ra đây thôi. Còn hai cái này chắc trơn thăm rồi. Chưa. Ờ dính luôn trơn ơi, dính luôn. Con nữa nghe nha. Hello anh chuột. Đây đây trơn trơn ra. Mình thăm. Bờ nào nó có chuột nhiều là nó dính nhiều lắm nha. Còn này không dính nè. Cái dính không? Không. Rồi, mình để trơn gỡ nha. Tiếp tục mình lội vô. Nhỏ nè, chạy đi Thanh, anh. Kìa, chạy vô em kìa. Lụm nó, lụm nó. Anh lụm được nha cả nhà. Chụp lớn nào. Anh tính không bắt nó. Em không biết nó còn sống không nó, em đặt luôn cái thứ. Trời. Xỉu. Trời ơi chân đặt ngay chân đây luôn. Đón đón quay miệng đón kìa, chỗ này nãy nó chạy nè chân. Đi quay miệng nè. Nó chạy. Chạy chỗ này nè. Chụp 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 chụp. Chụp chụp. Thế nào? Không. Chạy rồi. Chạy xuống đường nước hay vậy? Tới đây rồi. Vô không? Chỉ nó lặn, nó lặn xuống nước rồi. Lặn nước rồi. Dính không? Không. Cái này không dính luôn. Không. Tới đâu nữa nha cha. Bên kia. Này đặt chân đặt liền chỉ bóc mấy cái là không dính. Kỳ ta. Kỳ ta. Hết chuột cái gì. Nó chạy cơm. Chạy. Nghe đường chạy nè chứ, đặt ở đây thì ngon luôn. Mới chạy qua mùa hông quá trời quá đất
không? Không. Gì vậy? Rồi chạy rồi, qua tới đây luôn rồi. Không nhầm gì Thành? Không nhầm sao dám bắt. Chạy rồi. Nè, nè, đây, tới đây Thành. Chuột ở đây Thành. Chị nào? Nãy nó chạy dưới đây chạy lên nè. Giờ gặp không dính trời. Gà, hết hả? Ủa còn chuột nữa. Gà ngoài chỗ trống chưa? À rồi mới. À ngoài trống rồi. Nè mấy đường này rồi, mấy đường này nè chưa? Bị gà gì không nữa. Không dính rồi chứ. Ê kìa. Kìa kìa. Đó đó, đó Thành đây. Dù cũng nhiều quá mà nó không dính nha. Dính nè, dính chân này. Một con. Đây thắt thù chụp bẫy gắn không? Ba dính chuột bằng đành không? Hôm qua đặt ở đâu? Mấy đường này chuột. Ôi ok kìa, nè 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 ớt ớt thôi chứ. Đó ớt ớt. Kìa đây con nữa nè. Kìa kìa kìa. Ơ chà bá. Ui ui. Thấy không? Anh thấy nó nguyên quẩn 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 quẩn. Chà bá luôn nha. Ớt chà bá luôn nha. Hai con bắt đường con à. Ôi ôi ăn nín kìa. Bàn tay à. Quá dữ rồi nhà ơi. Hai con mà Thành bắt được có con à. Được. Im im. Ôi đường này ít nhiều chứ không đặt lập ớt ha. Không có chuột mình mất ớt. Chân đặt không dính chuột. Đi có ớt rồi, không 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 chuột đúng rồi. Đứng như chả đây canh ớt nhảy lên nha. Chuột chạy rồi. Phải không? Phải chuột không mấy ớt á. Chuột nhỏ. Cái này cỏ nhiều quá đặt không dính phải chân ơi. Mặt ngoài trống trống. Ê kìa kìa. Thành Thành Thành. Nhảy lên nó Thành. Nhảy lên nó Thành. Chụp chụp. Chết không? Không. Hết rồi đó. Hết hả? Hết gặp rồi đó. Hết gặp luôn hả? Ừ. Cùng ở đây nè. Ồ nhìn nó này bắt ếch ngon Thành. Kìa kìa chụp chụp. Ừ. Bắt ếch luôn nhà ơi, giờ không bắt chuột, bắt ếch luôn. Giờ hang chuột nó mấy đường này gì mà đặt dính. Giờ này đặt gì em? Đặt đây dính chứ sao không dính, đặt đây ngon luôn á. Mời lấy bắt ếch ra đây đặt Thành. Ít bự không á, ít nái nái không á Thành, lấy bớt ra đây đặt Thành. Mời đi quay, mời đi quay. Ê, kê 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 kê, kê kê kê, kê kê, chạy, lê lê lê. Dạ dạ, đủ. Giờ này mà nhảy vậy là em đặt dính mạnh lắm á Thành. Thôi quay lại thăm chuột Thành ơi. Gì? Không. Bà bọc qua đây nè, chớ bọc qua đây nè. Nè nè, đây nè Thành ơi. Nhảy lên nha, chuẩn bị nhảy lên nha. Chuột dữ ơi. Chuột ơi. Chuột, kìa kìa, chuột bự, chuột bự, chuột bự. Chuột bự Thành ơi. Lên này đó. Rồi. Nè. Đó. Ô, chuột còn lòn hay quá.
Thành thái bắt ếch rồi. Gà gà chụp luôn kìa. Má ông chụp nó hí chứ. Kìa. Nè. Đó. Chuối rồi. Kìa. Đây nè. Nó vô đây nè. Nó chạy lên nó thành. Đây hồ. Có không? Đã mất tiêu luôn rồi. Chuột nhanh cái nhà. Chuột đã mất tiêu luôn rồi. Nhỏ. Cái lập gắn. Nè. Có phải không? Chuột không? Nó nhúc nhích tưởng đâu chuột. Bây giờ anh em mình bỏ dép bắt lo bắt ếch không, không đi thăm chuột cái nhà không. Dính đi đi làm gì. Dính thế nào? Dính nghe nha. Sao đâu? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Rồi dính nè nha. Ngồi xích cái đuôi đó. Đem rộng ra ngoài hẹp, đem rộng ra ngoài hẹp. Cái gì? Đem rộng ra. Kìa. Quýt rất nhỏ luôn. Quýt hồi nhỏ. Chị miễn. Đang con nghe nha. Một con. Lắm. Nãy giờ nè. Nghe mình lo bắt ếch không? Lo đi tiếp nha. Là bắt ếch không? Đây. Thành đi gạo đi kiếm ếch kìa. Chạy kìa. Dính chân rồi. Chuột bẫy gắn không nha. Chuột này bẫy gắn không anh em. Trời ơi, mấy con chuột tê tả chân. Bỏ nước chuột tê tả chân. Cắn ếch tê luôn. Dính không em? Anh bắt con chuột. Anh gượng con chuột đấy. Canh chuột. Kìa. Ếch. Rồi. Ếch xuống. Qua gom rồi. Tối một xíu nữa bắt ếch nó mới dễ. Mới quay về anh em, quay về dính nha. Dở lên cho. Một con bự luôn á. Bự luôn nha. Đấm. Đó chứ nào. Không. Cái nó. Chút nha. Mấy cần. Ê, hết kìa. Nó. Coi nó có lặn chứ không? Nó đang đó. Nó đảo lại miếng nha.
Thế nào? Khó nó. Những con rục nha. Rục bẫy gắn rồi nha. Thăm nha. Tích cực thành chân chuột, thành chân chuột tiếng thọ 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 được bự không bự bự nghe nha, nái chết luôn quà què thôi. Chết luôn rồi bóp nhỏ vậy kìa, vậy mạnh quá mạnh. Để trơn thầm vô trọng mấy cái trọng dính không nha. Không. Này mình anh em mình về cái nào mà cái kế thì mình coi lại cái có dính không. Này, hôm nay anh em mình thành quả của anh em mình tối nay nè. Đó. Ồ ớt khủng kìa. Ồ vô ớt trà ná ớt vậy nè. Đừng mấy ớt thành. Bốn con. Bốn con phải không? Bốn hay năm con. Bốn con được con ớt khủng trà bá luôn nha. Nè. Hí ớt. Nhiêu đây ký chuột không? Ký mấy ha? Ký mấy. Được đó. Cũng được, cũng tạm ổn nha, nói chung là không trúng nhiều. Hôm qua trúng mạnh mà mình không có quay, bữa nay trúng ít cái mình quay. Nhưng mà quay gượt ếch đâu cũng đã nha. Thành chụp được ếch này thành quéo queo hết. Rồi thì video tối nay anh em mình đi thăm chuột đến đây cũng kết thúc nha nha. Bông quá. Hẹn những cái nhà những clip lần sau anh em mình trải nghiệm buôn ban đêm đi săn chuột nữa nha cả nhà. Bye nha. Bye.